Cái gì mà nói dữ vậy trời? Cưng dữ vậy trời. Cả là mẫu giáo hả? Trời ơi, để không chịu, nói mầm non là không chịu đó, không phải mẫu giáo mới được. Mấy tuổi? Mấy tuổi đưa mấy ngón tay lên, mấy tuổi? 2 tuổi. 3 tuổi. 3 tuổi ha. 3 tuổi đi học lớp mẫu giáo. Dễ thương ha. Mầm non, mẫu giáo. Đi học lớp mẫu giáo không chịu. Bằng 5 cái đó. Bây giờ là bắt đầu đổ 5 chảo á. Ồ, khách vô đông mà. Đổ nước đây hả? Vô liên tục quá chứ. Giao sờ bông. Giao hàng. Đi quen rồi rớt sẽ được. Hai vị tôi dễ làm với nhau rồi đó. Chị về có được mấy bữa chia liên lại nè. Cháy rồi mà. Nhóm lò. Ừ.
Chiều là cách nha, bây giờ là phải đợi rồi. Nghi ngút bánh xèo liên tục đổ, khách hoàn toàn đứng chờ, chờ câu điểm vẫn có thể đứng chờ, không chờ không lâu như trước mà thôi. À, đứng lâu lắm rồi kìa. Dạ đông rồi. Kêu á.